người biết tin gì chưa? Trời ơi, hôm nay con Nguyễn Phương Hằng về rồi cả nhà ơi. Hôm nay ngày 19 tháng 9, con Nguyễn Phương Hằng đã được tự do. Thấy không? Đây đảo không follow thời trang năm nữa nha. Ai mà gặp tôi trên đường hôm nay nha, tôi tặng hết luôn. Tặng hết, không có bán luôn gì cả nha cả nhà. Đây là ủng hộ của Nguyễn Phương Hằng. Hôm nay là ngày 19 tháng 9, tin vui cả nhà ơi, con Nguyễn Phương Hằng đã về. Chào đón tương lai. Un nouveau jour, la lumière se dissipe. L'obscurité derrière, maintenant juste une chose de passer. Elle est sortie, un sourire fier. La vie est vaste. Trời ơi, mọi người biết tin gì chưa? Trời ơi, hôm nay con Nguyễn Phương Hằng về rồi cả nhà ơi. Hôm nay 19 tháng 9, con Nguyễn Phương Hằng đã được tự do. Đây là một thời trang năm nữa nha. Ai mà gặp tôi trên đường hôm nay nha, tôi tặng hết luôn. Tặng hết, không có bán luôn gì cả nha cả nhà. Đây là ủng hộ của Nguyễn Phương Hằng. Hôm nay là ngày 19 tháng 9, tin vui cả nhà ơi. Con Nguyễn Phương Hằng đã về. Phương Hằng, tự do gọi tên. Qua bao gian nan, đôi bàn tay vươn vàng. Này vui lắm quý vị ơi, vui là được thoải mái tự do rồi, được lái xe rồi, thấy cuộc đời rất là thú vị luôn. Bây giờ là trở lại cuộc sống bình thường rất là vui luôn. Mà dành riêng ngày đặc biệt là không được đâu, ngày nào cũng đặc biệt là chứ được. Chạy ra trước trả lời là không được xét tuyển, chứ ngày hôm nay lại được biến tất được thành một cái gì vậy? Nguyễn Phương Hằng con bị tổng Nguyễn Hằng được thả tự do mà giống như cha mẹ hoặc người thân của chúng tôi được thả tự do. Xin chúc mừng chị nhé. Cái đắng cuộc đời đối với tôi lớn, mà dông tình mà nghĩa dạy tôi khôn. Đúng đó quý vị, chính xác luôn. Cô Hằng về rồi nha mọi người ơi, cô Hằng về rồi nha, I love you. Xin vui mọi người ơi. Cô Hằng đã chính thức ra rồi các bạn nhé. Cô được ra từ 3 tháng do cải tạo tốt. Cô là gì? Thần hộ mệnh đấy. Là vị thần may mắn. Cô em Phương Hằng sẽ trở về tương lai ngày hôm nay mọi người ơi. Có lẽ khi nghe cái thông tin này thì rất nhiều cô chú anh chị và các bạn sẽ thực sự rất bất ngờ và chính sau bức tài chính cũng như thế. Không ngờ có một cái thông tin vô mà nó lại đến bất ngờ như vậy. Yeah. L'histoire de sa vie sera pour toujours une chanson d'une femme forte qui ne tombe jamais. Bà Phương Hằng, tự do có tên. Mà con gian nan này bà đứng vững vàng. Đặt vào thế giới mới không gì lại chuyên. Anh là sức sở khát khao và niềm tin. Mẹ Phương Hằng nghe si tên ba. À là bê ba sổ nô. Mà thề đừng nô bởi dẹp khuơ về chờ để gió mới phê mơ mộng. Trong đó tỏ xa nô vô mộng. Nhân thời nê quá đê. Sự quý ô. Để xí lấy khoai đỏ. Bà đã tớ xa từ bóng tối tới xa. Tự do trong tay. Trong đêm mới mong manh, lại là sự thi tự tự đẹp. Theo hoa lên nhé, nhìn đẹp đeo mang. Vì nụ về ba cho vi su. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.